CDT News, nếu sờ lên tai hoặc nhìn vào mắt có dấu hiệu này, 99% người đọc xanh mặt khi biết cái kết chỉ sau vài tháng. Hóa ra đây là những biểu hiện mà đến 99% người đều xuất hiện khi sắp qua đời. Trên cơ thể, đặc biệt là những bộ phận như gương mặt, lòng bàn chân của người thân đột nhiên xuất hiện những biểu hiện này, cần cẩn thận và chú ý, bởi rất có thể đó là dấu hiệu báo hiệu người đó sắp qua đời. Mặc dù mỗi người sẽ có những biểu hiện không quá giống nhau, nhưng nhìn chung mọi người đều xuất hiện những biểu hiện này. Không thấy hình ảnh bản thân trong mắt của người đối diện. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nếu chúng ta nhìn người khác mà không thấy hình ảnh của mình khi nhìn thẳng vào người đối diện, điều đó có nghĩa người đó đang cận kề cái chết. Bởi là, theo lý thuyết, đồng tử con mắt cũng giống như một chiếc gương có thể nhìn thấy hình ảnh. Thở ra hơi mát. Thông thường, những người khỏe mạnh bình thường sẽ thở ra hơi nóng. Thế nhưng, nếu như một người, đặc biệt là người già, không thở ra hơi nóng mà là hơi mát, cần phải chú ý, lưu tâm bởi rất có thể đó là điềm báo cái chết đang đến gần. Phân có màu trắng. Bình thường, phân của những người khỏe mạnh sẽ có màu hơi vàng hoặc màu vàng. Với những người bị bệnh, phân sẽ có màu đen, nhưng nếu như phân chuyển sang màu trắng thì là một dấu hiệu vô cùng nguy hiểm. Đây được coi là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất với những người sắp qua đời. Nhìn thấy trăng sao giữa ban ngày. Có lẽ nhiều người cảm thấy thật kỳ lạ, giữa ban ngày thì làm gì có trăng sao mà thấy. Tuy nhiên, với những người đang cận kề cái chết, đặc biệt ở người già, họ có thể trông thấy trăng sao giữa ban ngày. Hơn nữa, khi nhìn ánh sáng trên trời, những người này cũng không hề thấy chói mắt. Theo các bác sĩ, điều đó xảy ra là bởi đôi mắt đã mất đi năng lực cảm quan. Các nếp nhăn trên trán đột nhiên xuân phần. Điều này có lẽ xảy ra ở người lớn tuổi. Nếu trông thấy những nếp nhăn trên trán bất chợt sưng lên cực hạn thì cần lưu ý, đó là bởi thông thường trán không sưng và cao gần khuôn mặt, nên đây là một dấu hiệu kỳ lạ cần lưu tâm. Các dấu hiệu khác, nếu phát hiện nước tiểu không có mùi khai mà lại có mùi chua đậm đặc thì cũng là một dấu hiệu nguy hiểm. Hay lỗ tai trở nên khô héo, thậm chí thu hẹp lại cũng là dấu hiệu báo hiệu chỉ nửa năm nữa người đó sẽ qua đời. Một dấu hiệu khác, các huyệt đạo trên cơ thể nổi những nốt đỏ rất khó chịu và trở nên vô cùng đau nhức khi đưa tay chạm vào. Cảm ơn bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.